Vâng, Sơn xin chào bà con. Bà con mình có thắc mắc là máy đo huyết áp sau khi đo mà nó sẽ báo lỗi thì như thế nào? Thì video trước Vâng Sơn có chia sẻ là nhiều lỗi rồi, còn ở đây là hiển thị lỗi nhưng mà nó báo luôn là ER rồi R1, ER R2, ER R3, R5 hoặc là HILO, có nghĩa là gì? Nếu mà ER R1 có nghĩa là cái nhịp này nó quá yếu mà máy có thể không chờ được, thì cả nhà mình nên xem lại cái cách đo vòng quấn nha, cái cách đeo mình đeo đúng hay chưa, hay là mình đeo quá xa lên đây quá thấp dưới đây thì cái máy nó dò mạch rất là khó thì nó sẽ báo lỗi đó. Thì cả nhà mình xem lại cái cách đo ha. Đó, để máy đo huyết áp bên tay trái mình có thể đọc được cái chữ nè, rồi mình cách cái bàn tay khoảng hai lóng tay 2 cm nè, mình sẽ quấn lại vừa khít đó cả nhà ha. Rồi trường hợp thứ hai là báo ER2, tức là trong khi đo mà báo lỗi ra này, có nghĩa là khi mình đo mình có thể nhúc nhích, mình di chuyển thì máy nó sẽ dễ bị sai lệch, nó sẽ báo luôn ER2 cả nhà ha. Đó, cả nhà thấy trên đây á, là nó sẽ có báo tất cả lỗi trên đây nếu mà bị xảy ra lỗi R1, ER, R1, R2, R3 ha. Rồi trường hợp tiếp theo là R3, ER rồi R3 có nghĩa là gì? Có nghĩa là trong cái vòng quấn này sẽ không có hơi. Đó, mình sẽ xem lại coi cái mấy cái chỗ khớp nối của cái vòng quấn với cái máy nó có bị tuột ra hay không. Mình có thể lấy ngón tay nè, mình thò ra bên dưới mình bóp lại nó, mình có thể rờ được hai cái ống hơi dưới đây, mình bóp cho nó dính vào. Còn nếu mà vẫn xảy ra lỗi nữa, có thể dòng hơi bị xì. Đó, mình coi đo đúng tư thế hay không, hoặc là dòng hơi bị xì, hoặc là trường hợp nữa là mình kiểm tra mình thay pin mới, coi pin có đo có bơm nổi hay không. Có nhiều khi pin rẻ tiền, pin dởm á, nó sẽ không bơm nổi cả nhà ha. Đó, thì mình coi nếu mà mình thay pin mới rồi mà vẫn không bơm nổi, nó xảy ra lỗi ER3 thì mình cũng thể gửi đi bảo hành cả nhà ha. Rồi trường hợp ER5, tức là kết quả đo bất thường. Thứ nhất là mình coi lại cái tư thế đo, cái cách đo pin. Nếu mà chúng ta đo lại vài lần mà vẫn báo lỗi đó thì chúng ta có thể gửi đi bảo hành cả nhà ha. Rồi trường hợp là HI, có nghĩa là cái áp suất bơm lên quá cao, hoặc là cái nhịp tim mình quá cao, đó thì cả nhà mình có thể đo lại ở lần những lần sau, hoặc có thể đo thử người khác. Hoặc là nếu mà HLO, tức là báo quá thấp, tức là nhịp tim mình quá thấp dưới 40 nhịp đập trên phút, thì chút xíu mình có thể đo lại, hoặc mình có thể kiểm tra cái người khác, người khỏe xem có bị lỗi này hay không. Nếu mà máy vẫn thường xuyên báo lỗi kiểu này thì mình có thể gửi đi bảo hành, nhưng mà trước tiên mình kiểm tra coi là do tình trạng sức khỏe của mình hay là do mình đo sai. Rồi chúc bà con mình nhiều sức khỏe nha. Nếu cả nhà mình có gì thắc mắc thì có thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới để có thể giải đáp thêm thắc mắc cho bà con, hoặc là tư vấn những cái thiết bị cần thiết cho gia đình. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại.